chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Vậy là một năm mới đã sắp đến và nhân dịp năm mới mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi một vòng quanh chợ đào Tết mùa xuân trên vùng cao như thế nào nhé. Xin mời các bạn cùng theo chân mình nào. Thực ra có thể thấy là hai bên đường nhân dân mang đào ra bán rất là nhiều. Thật sự đến đây là không khí rất là tươi vui và nhộn nhịp. Rồi, cứ quay đi để xem chợ đào Tết. Đấy, chúng ta đã thấy được là một bác mang đào ra bán này. Đào đẹp bác nhỉ? Vâng. Nhà mình trồng đẹp à? Vâng, cây này bao tiền mà? Cây này 2 triệu. Triệu 2 đẹp này, bao nhiêu hoa? Năm nào nhà mình cũng bán hả bà? Vâng. Thế là vườn nhà mình ở đâu hả bà? Nhà mình ở Kéo Tấu. À, Kéo Tấu ạ. Thế là mỗi hôm là mình bán được mấy cành? Hôm á? Tùy ạ. Có hôm thì là tùy thôi, có hôm thì 5 cây, có hôm thì 3 cây. À, đó. Thế là cũng ấm được ngày Tết, dịp Tết là nó đủ nồi bánh chưng ấy bà nhỉ? Vâng. Bao tiền cành này hả chị? Hơi thưa. Thưa đâu anh ơi, trên ngọn này nhiều. Anh làm kỹ đi, không thưa một tí nào luôn. Anh đào này anh còn bảo thưa nụ nữa thì em không biết là tìm cành như nào, nó thật sự luôn. Thân. Bán nó vừa tròn. Thế là cái chỗ này nó thưa đúng không? Thưa đúng rồi. Nó phải xúc xuê hơn tí nữa. Kết rồi là mua luôn. Cây này 500 là đắt lắm ấy, không phải gì biết, đâu. Em biết rồi nhưng mà tôi được. Nào luôn, qua là lấy rồi, biết rồi. Lấy cái này đẹp hả? Thôi được rồi. Giải quyết thoáng để thông đường cho. Bây giờ cháu mua lại cho cô. Chị cái cành này bao tiền hả chị? Bán rồi à? Chưa bán đâu. Chưa bán à? Bao tiền cành này? 700. 700 mà có bớt không? Cái này đào nhà mình chứ phải không? Hay là chị lấy về bán? Đào nhà mình thôi. Đây gọi là bích đào ấy à chị? Hay bạch đào? Đào gọi là gì? Bích đào rồi. Bích đào đó. Đâu có quay em đây. Em chỉ quay đào thôi. Quay đào đúng không? Cảm ơn chị nhá. 700 một cành các bạn. Đắt luôn. Đây chị 2 cây nhá. Đây các bạn thấy được không khí Tết rất là tuyệt vời. Mọi người nô nức đi tìm cho mình những cái cành đào đẹp nhất. Đây chúng ta thấy được là đây.
rất là nhiều luôn. Đây, cành này 200 các bạn. Anh ơi, lấy cành này này, xinh xinh nhỏ nhỏ này. Cái này bao tiền chị? 200 anh ạ. Đào nhà mình trồng á? Vâng, đào nhà em trồng á. Thế sáng nay bán, chị bán được mấy cành rồi? Em, cành này cành đầu tiên. Em mang mấy cái cành ra đây? Mang mấy cành? Dạ. Chị mang mấy cành ra? Em mang nhiều lắm đấy. Tức là ở nhà mình là có mấy người ra? Ba người à? Bố mẹ với chị à? Vâng, em bán hộ mẹ. Lấy đi anh, đem ăn, đặt bàn thờ vườn xinh. Thôi anh đừng quay em. Em không quay đâu, em ra hỏi Đào thôi. Trang ra quay thôi. Thế bỏ khẩu trang ra đi, có gì đâu mà không quay. Ngại gì đâu. Không bỏ. Bao nhiêu chú? Đấy, chú giả 300 không bán. Bởi vì 300 bán rồi chị ạ, đẹp đấy. 400 cháu bán từ đầu trên nhiều không? 300. Ôi giời, nói thế ai biết được. Người ta nhìn hoa ta. Nhìn cảnh đào nhà cháu khác mà. Đào nhà cháu đào giá đấy chú ạ. Bao nhiêu thì bán mày con đấy. Thế bây giờ bán được bao nhiêu? 800 cho. Gần thương này như. Có chú giả thêm 300 không? 300 thôi, cho tôi bán thôi. Không bán thành tiền nào. Nào sách cái nhẹ, nào sách cái nhẹ. Ui, sách thì đào nhà cháu trồng 3 năm mới được như này. Cây 3 năm. Phải biết thế rồi nhưng mà mang về nhà vợ đất. Bà ấy bảo ông thay cái đào to. Cái 300 nó có kiểu 300, 400 nó kiểu 400 chú ạ. Thầy cái Tết cái này 400 ạ. Cái này được. Ôi chú ơi, đào già. Nhìn đẹp không nhỉ? Cành đào đẹp nhất.
ngày càng đông các bạn, từ người mua cho đến người bán liên tục đào đào trở về đây. Cái này bao tiền? 28 Tết rồi các bạn. Chuyến nữa đi. Có mà, về là lấy tiêm. Thế là 300.000 cành đào này các bạn ạ. Lấy đẹp á, đúng không? Đi đâu? Đi lên trên bãi xe mà. À thế à? Thế đi, đi xe máy này. Có cần em hộ không? Tôi. Trên kia bán các bạn. Rồi, đây này. Đấy, hoa đào tiếp tục được mang ra chợ bán liên tục các bạn ạ. Hoa tiếp chợ các bạn ơi. Hoa tiếp chợ liên tục.
chúng ta thấy được cái không khí Tết đã rộn ràng đến nơi đây rồi. Còn chỗ các bạn thì thế nào? Các bạn có thể chia sẻ với dưới video này nhé. Ở đây xem đào nước ở đây như nào. À, đây là bích đào, à bạch đào, à được bích đào luôn. Giữa một cảnh à? Cắm bàn thờ quá đẹp. Hai cảnh bằng tiền hả, hả cô? 700 hai cảnh. Chơi nhiều, chơi lâu rồi lụ. Chơi được lâu không? Lụ mới nở. Mày quay vào ông khác đâu, không có máy quay cho mình. Để cho đây. Đó, đẹp không? Cái này không đẹp chưa? Anh bảo đẹp không? Cô ạ. Hả? Cái này cháu bên nó dài như này cháu khó. Nhiều đúng không? Đơn giản lắm. Dài thì là bây giờ bảo cho nó cao lên để cháu chịu cả. Nhưng bây giờ còn ngắn thì quá đơn giản. Em mua rồi mà. 300 rưỡi một cành. À thế cô mua hay là không phải bán à? Cô mua. À đấy, cháu được, cô bán rồi. Ok, thế là có hai cành đào đẹp rồi. Rồi, đây, đây thì là cái khu vực đường đi thì ở đây người ta cũng cho họp chợ các bạn ạ. Đây để bán cái hoa gì đấy, hoa lan Tết này. Hoa này là hoa của Trung Quốc. Cái này bao tiền hả chú? 1 triệu. 1 triệu à? Còn cái nhà không xác hơn cái nhà không? 1 triệu à? Bớt không chú? Cái này bớt không? Bớt cái này người ta lấy. Đúng giá luôn hả? Người ta lấy rồi. Lấy rồi. Nhanh nhở? Hẹn rồi. Còn cái này người ta đặt đấy. À toàn đặt rồi chú. Đang nhà mình trồng hả chú? Chú trồng đào nào, ở chỗ nào đấy? Đôi chè. À đôi chè à? Cái đâu? Cháu biết chỗ đấy chỗ nào? Theo trung tâm địa chính, sở nông nghiệp đi vào xuống. À đấy ạ. Đi chưa? Ông về chưa? Đi mấy cây này ra ngoài. Cảm ơn chú nhé. Lão ấy về một quán cũng một chân. Phải có tiền lão nào thì làm. Thôi, đi. Bây giờ chúng ta lại đi một vòng nữa quanh cái chợ đấy nhá. Tôi vừa đi hỏi cái cành đào giá dao động từ 400 đến 1 triệu các bạn. Hầu như là cành có cũng có cái cành loại 150.000 thôi, nhưng mà cành ấy nó bé và nó ít hoa. Hiện tại với mình hỏi là cái cành nó to khoảng 1 triệu rồi và bán được hết ngay. Có người đặt mua ngay. Đây là cái nó trong nó cổ cổ đẹp đẹp thôi, nó mốc mốc là đấy đấy, vẫn đứng đây đấy. Bên này các bạn, bên này khá là nhiều luôn, rất nhiều đào trong này, nó xếp ở đằng trong nữa, rất là nhiều luôn. Đây là bảy hai bên đường. Đó, thank you.
rất là đông vui, nhộn nhịp. Đào được tiếp chợ liên tục. Bao tiền cành này chú? 650. À, đẹp nhỉ. Nhiều hoa. Ờ, đào phai. Vâng. Lâu lâu đi ảnh hưởng gì đâu. Có 150k các bạn ạ. Quay làm gì? Ship về tận nơi nhỉ? Ở Lạng Sơn mình cũng nhiều ông mà quay mà. Hôm đấy mình vừa gặp cái ông gì nhỉ? Thái. Thái Lạng Sơn phải không? Ừ. Ông mới đi ra chưa? Bây giờ chở hai con khách đúng không? Có gì tí em hát anh vào trong nhóm. Ok ok nhé. Yeah. Đi nhá. Rồi, ok. Bạn này mình vừa gặp bạn này, bạn này nhà bạn trồng đào, bạn đang chở đào cho khách. Bên đường này, ở đây thì các cái quán xà đá người ta có cái hội đam mê cờ tướng các bạn. Vừa đàm đạo, trà đạo và vừa nghiên cứu các cái thế cờ. Đa phần là trồng ở địa phương các bạn ạ. Đấy, cái này được uốn các cái thế càng rất là mềm mại, giống như kiểu những con rồng. Không biết là không am hiểu lắm về các cái thế dáng của đào. Vậy là mình đã cùng các bạn đi một vòng quanh chợ Tết Hoa Đào. Và cái cảm xúc của mình thì mình thấy là đây cũng là một trong những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân trong những dịp Tết đến xuân về. Và đây cũng là một trong những dịp mà người dân có thể mang những cái sản phẩm của mình tự làm được nó đi bán để trang trải cuộc sống. Và
thu nhập thêm, có một cái Tết nó đầy đủ và ấm no hơn. Cái này bao nhiêu chị? 500 nghìn à? Đầy đủ nụ hoa các kiểu hết. Quên bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc mừng năm mới.